đúng thời gian của mọi người nữa ha, đêm cũng đã khuya rồi, bây giờ cũng là ngày chủ nhật buổi tối, ngày mai thì mọi người còn phải đi học đi làm nữa, nên chắc là mình tiến với cái ván thi đấu này luôn ha, trận Genji trước. Thì trận Genji với lại HLE thì mọi người cũng đã biết rồi, hai team này là hai team quái vật ở mùa giải năm nay của LCK. Genji thật sự quá mạnh, Hanwha Lai cũng mạnh nha. Hanwha Lai á, cái điểm của phía Hanwha Lai ở mùa xuân á là họ giao tranh rất ghê, họ team fight cực kỳ khủng luôn à, nhưng mà họ đi đường bị lỏ, nhiều khi là họ bị thua ở đi đường, họ bị thua đi đường. Thường là Viper sẽ là người gánh chính ở trong cái giai đoạn trước, nhưng mà bước sang tới mùa hè họ đi đường tốt hơn. Thường xuyên là có những lợi thế đi đường, và đặc biệt một trong những cái điểm đặc thù á là Peanut. Peanut có mấy cái pha mà găng ảo ma lắm, né mắt rồi găng đồ các kiểu ác lắm. Thì trong cái cặp trận này thì họ cũng giữ được cái yếu tố đó nha, họ vẫn giữ được cái yếu tố đó, găng vẫn rất tốt đồ các kiểu, nhưng mà cái sự khác biệt vẫn đến từ bên phía Genji. Năm sau thì anh Linh lại được nghe Faker phân chia thiên hạ đẩy Gumashishi về. Ủa cái gì vậy, cái gì vậy, là sao Chí ơi, em ảo à, em ảo à. Vô ha. Cũng mua gần rồi nhưng mà Trời ơi, cái này ván cuối có con Nasus nha. Ván cuối là vote con Nasus nha. Ô thú vị ha, đợt vừa rồi thì mình đang thấy là con Nasus nằm trong tay của Morgan đánh với lại kèo Kennen. Còn trong cái ván này thì mình đang thấy là con Nasus nằm trong tay của Qin, Nidalee, của Kennen, Big Slot 1, xong rồi có Chitana, Mid Fortune, Rell là hợp lý rồi. Còn phía bên đây cũng là cái đội hình căn bản thôi, một đội hình mà mình nhìn thấy là nó đúng với lại bên phía của Hanwha Lai. Cảm ơn Nguyễn Hữu Trình donate Momo cho Linh 10k nha. Đây anh ơi, trơn tru nha, cảm ơn em nhiều nha. Với lại á, mọi người sẽ thấy là cái ban bích ở trong ván này của Genji giống ai ạ? Lúc mà Linh bình luận thì Linh cũng có nói luôn rồi đó. Giống ai hả? Giống ai? Giống ai mọi người? Giống ai? Nhanh lên. Giống ai ạ? Cái team nào đó, cái team nào mà bích trước Nidalee á, khi mà đánh với lại Hangolai á. Đúng rồi, team one. Ưu tiên Nidalee. Ưu tiên Nidalee và Lilia. À, cái team mà có 5 cờ đỏ đó. Đúng rồi. À, mọi người có thể coi lại trận đấu trước ha. Tại vì á, họ cũng sẽ nhìn nhận là Phoenix sẽ đa phần chơi những cái con Phoenix thì đánh những con tướng như là Zyra đồ các kiểu á, thì không phát huy được cái sức mạnh của Phoenix. Phoenix phải chơi những con tướng như Maokai nè, Poppy nè, Sejuani. Ba con tướng đó Phoenix đánh rất ghê và tỷ lệ thắng cực kỳ cao ha. Thì những con tướng này có cái điểm yếu á, là nó sẽ làm cái nền cho team, và kiểu như farm rừng nó không có thực sự là vượt trội á, thì Kennen cũng sẽ ưu tiên con Nidalee này, khá là giống với lại cái cách tiếp cận của phía team one đúng không? Hai bên nhìn nhận là như vậy. Sự đột biến ở đây là mình đang có con Nasus dành cho Qin. Tết này sẽ một cái sự lựa chọn rất thú vị dành cho Kim Nasher. Doran gấp hả? Ván 1 thì đỡ, nhưng mà kiểu như không biết sao, không biết nói sao, ván 2 thì cũng hơi khó cho Doran thiệt. Ván 2 thì nãy ván 2 thì lúc bình luận Linh có nói á, Doran nên hướng tới con Kennen tốc độ đánh đâm tay, thì nó sẽ đỡ bị khắc chế hơn. Kiểu như bích Kennen xong rồi bên kia nhìn Alistar với lại con bò có kiệt sức nhìn nó chán luôn, khó chơi lắm. Thì có thể vận hành theo cái kiểu của Zed cũng được. Nó đội hình nó không có AB nhưng mà bên phía của Genji cũng đâu có chống chịu đâu. Thì vẫn chơi được á. Rồi, cái điểm hay của anh phía hai đội tuyển luôn nha, cái sức mạnh của cả hai đội tuyển nó được thể hiện luôn ở trong những cái diễn biến của cái cặp trận này. Sẽ nói sơ thôi. Hồi nãy có nói với mọi người á là Phoenix ở mùa này có mấy cái tình huống gank ảo ma lắm. Xong rồi game này kiểu như gank rất là dễ. Gank rất là dễ luôn ha. Rồi, con Nasus này sẽ lên theo kiểu là những Doran nâng 3E cấu rễ máu. Tại vì cái chỉ số chọn tướng á, cái chỉ số của những con tướng được chọn á, bây giờ nó ngày xưa thì mình có thể lấy cái điểm kháng phép đúng không? Dành cho Na, nhưng mà bây giờ mình đâu có cái điểm đó đâu đâu. Nên cái việc mà thắng đường, đẩy đường dành cho Nasus ở những cấp độ đầu tiên á thì nó sẽ nghiêng về cho bên phía của Kim ha. Năm sau LCK áp dụng Felix Draft thì anh vui lắm. Ừ, Linh là Linh thích cái hình thức ban bích đó nha. Nó sẽ khiến cho ván thi đấu hay hơn. Nó sẽ khiến cho ban huấn luyện phải chuẩn bị nhiều hơn, nó phải khiến cho bệ tướng của game thủ á, phải
phải phải luyện nhiều thêm con tướng mới á. Boss bị đẩy là cái điều dễ hiểu nè. Má, pin nấp găng dễ không? Nè, mọi người thấy không? Vòng rừng bảy bãi. Ok chưa? Vòng rừng bảy bãi, ăn xong con cua. Pinot không về. Tại vì cái thế đẹp của Doran. Doran lượng nộ 70%, 80%. Kinh full máu đúng không? Lên găng thôi. Quy một cái, đánh tay một cái. Nhún nhảy xì lô một cái. Có lão hóa nhưng biến thành na khổng lồ quá đẹp. Pha này thì Kinh cũng quái nữa. Kinh nghiệm của Kinh xử lý những cái tình huống như thế này rất là ok. Thấy cái góc này rồi á, mình tốc biến cũng chết. Nên thôi, nếu như mà mình tốc biến á, hồi nữa Pinot farm vòng rừng cánh trên cam nữa cái, nhiều khả năng là sẽ bị lăn cầu tuyết. Nên quyết định là thôi chết luôn. Chết luôn cũng được. Quái ha, mấy tình huống này là mấy tình huống tinh quái á. Không mất tốc biến. Đợt lính này vẫn là cái đợt lính đẩy về trụ. Ok ha. Nè, Pinot. Pinot ván này găng rất là dễ. Xong rồi ăn sâu. Đứng chờ cho con sâu nó xuất hiện ha. Cannon thì đang farm. Không ăn được cua luôn phải. Nhưng mà hình như là có một tình huống mà ra tấn công cho Vi nữa. Có một pha mà ra tấn công cho Vi nữa. Nhưng mà cái ván này thì chút nữa Linh sẽ nói cái điểm hay của phía Genji cho. Họ khai thác vô cái thế trận cánh mạnh hơn. Nè, ăn xong sâu đúng không? Ăn xong sâu, kiểm soát được con cua. Có mầm cho Doran. Doran di chuyển xuống kiểm soát mầm cánh trên. Cho Vi kiểm soát mầm ở cánh dưới. Hai người chơi đường giữa thì Jay bị yếu máu. Thì cho Vi thấy là mình bị mình có mầm á. Thì cho Vi ở lại để có thể trụ đường. Nhưng mà Cannon lúc đó thì không có hỗ trợ được cho Vi. Cho Vi mất cái đại bác đẩy lùi ha. Đây trong những cái công cụ mà nó khiến cho Peanut sure găng ở đường giữa. Peanut có những cái tình huống găng mà kiểu như là mình cảm giác như là thấy là 100% là cái thành công á. Nè, ăn cua xong rồi chạy ra đường giữa. Dễ không? Nhìn thấy nó dễ nhờ. Nhìn thấy dễ kinh khủng. Rồi cho Vi bây giờ sao chạy? JK tốc biến theo, bú được cái mạng đó. Đi đường thì vẫn có lợi thế nè. Lợi thế gần 2.000 vàng. 1.500 vàng cho bên phía của Hanwhalai. Boss hai xạ thủ đẩy. Cái đội hình đẩy. Đội hình này rất là ok, đội hình này ổn áp. Nhưng cái điểm hay của bên phía Genji là họ tận dụng cái sức mạnh. Nói chung là cái việc mà bên phía của Genji hay là Linh nghĩ rằng họ gọi là sao ta? Họ đánh giá đúng về mặt sức mạnh đội hình của mình. Tức nghĩa đội hình của họ ở giai đoạn nào thì khỏe ở cái điểm nào thì họ biết được cái điều đó và họ sẽ tận dụng được cái điều đó ha. Đó cái điều mà nói thì rất là dễ nhưng mà nhiều người sẽ không để ý đó. Ví dụ ha, Linh nói ví dụ là bên phía của team Secret ở VSET mình á, cái trận mà họ đánh con Vayne á là họ đã tạo được rất nhiều lợi thế dành cho Vayne rồi đó. Nhưng mà họ không có khai thác vô cái điểm mạnh đó. Nên phải có một người mà côn, nói chung ở Việt Nam mình nó phải có một người mà côn chính đủ kinh nghiệm để có thể đánh giá được cái sức mạnh của cả hai đội tuyển và biết rằng team của mình mạnh ở cái chỗ nào á, xong rồi đưa ra những cái lời côn nó hợp lý á, là cái điều rất là cần thiết. Đó là giá trị của Levi nha, một trong những giá trị mà Levi mang lại á, cho bên phía của Gam. Rồi, pha này thì Cannon lên tiếng. Găng lần đầu tiên thành công. Ơi, có điểm thú vị nè. Ở trong cái kèo này, Kin lên cái giày thủy ngân. Thường thì Linh thấy là nếu như mà bị rỉa máu nhiều quá thì có thể lên cái giày thép gai. Nhưng mà Kin lên giày thủy ngân đánh kèo với lại Doran nó không có nhiều tác dụng á. Nhưng mà riêng pha này nó lại có tác dụng. Bởi Kin bị CC, Kin bị đúp. Rồi kịp tỉnh ha. Kịp tỉnh để lão hóa xong rồi dí. Dí tới công chuyện luôn. Rõ quá trời rõ luôn. 10 phút farm đâu đó khoảng chừng hơn 120 mấy nội tại nữa. Nhưng mà bên phía Hanwhalai vẫn có lợi thế đi đường mọi người. Đi đường vẫn ổn. Pha này cho Vi cũng quái nữa. Nói chung là họ có khả năng kiểm soát được vị trí của đối phương á. Mọi người nhìn con mắt này của cho Vi nè. Cắm ngay bãi diêm nè. Là biết. Tức nghĩa là cho Vi biết Peanut đang đứng ở phía bên trái. Peanut vừa rồi cũng đã né mắt rồi. Đứng phía bên đây cũng quái. Nhưng mà về mặt
căn bản á, là Chovy biết Peanut đang đứng ở phía bên trái của mình. Và khi mà Chovy biết á, thì Chovy sẽ để tay vô cái nút đúc. Rồi xử lý cơ. Trúng bola băng nhưng mà Tham Minh chạy, nhảy. Không chết. Nhưng xử lý cơ ha. Ác đạn ghê không? Nói chung là mấy cái team mạnh này coi ác lắm. Cảm ơn số tài khoản donate từ ngân hàng ACC. Ủa? ACC VIP nha. Kèm theo lời chúc, chúc anh livestream vui vẻ. Em yêu anh Linh. Cảm ơn em nhiều. Cái từ em yêu anh Linh là anh thêm vô á. Rồi, Kin có dạng đi đường tốt quá trời. Kèo này mà Kin găng một pha cho Kin, Kin thắng luôn. Lấy được hai khiên trụ, hai khiên đúng không? Hai khiên hay ba khiên? Hai khiên ở đường trên. À, hai khiên ở đường trên anh em. Quá trời là quá đất luôn. Nên bây giờ Kin là người mạnh nhất trong đội hình của phía Genji. Và cái lúc bình luận á, thì cái anh bình luận viên TL anh cũng có nói á, là đội hình của phía Genji á, họ sẽ khai thác cánh mạnh hơn. Cái kiểu như là Kin bây giờ đồ rất mạnh rồi. Nội tại đâu đó 24 phút á. 20 phút hình như là được 300 mấy á. 300 mấy cái nội tại á. Thì họ sẽ kiểu như là khai thác ở cái cánh của Kin. Tại vì bây giờ những con tướng đường đơn như là Doran cũng đang yếu hơn nè. Song Zeka cũng đang yếu hơn nè. Mà gặp Kin 1-1 chắc chắn là không loại. 2-2 cặp đôi Kin với lại Cannon cũng sẽ thắng. Và Cannon sẽ đánh theo cái cánh của Kin ha. Và họ đánh rất mạnh luôn á. Cụ thể là họ cụ thể hóa bằng một cái trụ 2 ở đường dưới luôn. Gõ siêu ghê luôn. Kiểu như Genji biết được cái sức mạnh trong đội hình của mình ở đâu á. Xong rồi họ khai thác rất là triệt để. Còn bên phía của Hangwalai thì họ mắc một cái lỗi nặng nhất. Một chút nữa tới con rồng thì vậy. Nào khúc này thì bên phía của Hangwalai vẫn ok. Hai xạ thủ vẫn đang farm cháy máy. ZK farm 172, một điểm hạ gục, một điểm hỗ trợ. Viper rồi cũng một điểm hạ gục. Farm cũng rất là ok. Mọi thứ đang rất là tuyệt vời cho bên phía của Hangwalai ha. Nè, cái khúc này nè. Hồi nãy có nói mọi người cái khúc này á, anh bình luận viên vừa mới nói xong luôn. Họ đánh mạnh xuống cánh dưới luôn. Họ đánh siêu mạnh xuống cánh dưới luôn. Còn Chovy thì né được pha găng của Peanut ở cánh trên. Né được pha găng xong rồi ép lui được Peanut một xíu. Hangwalai, Genji nè, Genji nè. Trời ơi. Trời ơi. Rõ nè. Nasus lúc này chắc phải cỡ gần 400, 300 mấy, 300 mấy nội tại rồi. Hồi nữa lên được cái tim băng món 2, tam hợp kiếm món 1, tim băng món 2, khắc chế đội hình hai xạ thủ. Nè, Chovy thì né được pha găng này. Coi như là lấy được trụ 2 đường dưới, lấy được điểm hạ gục của Doran. Thì Doran ở trong phương án đó phải xử lý như thế nào? Doran phải ở trong phương án đó phải xử lý như nào? Một mình Doran là xử lý không nổi. Bắt buộc dành cho team phải có những tình huống hỗ trợ. Nếu như mà bên phía của Hangwalai họ... Nói chung là tùy vô tình huống đó đó. Tại vì Peanut đã lộ hình ở cánh trên rồi mọi người. À, nên pha đó là họ phải xác định là ok. Tôi chạy lên cánh trên luôn để tôi đổi công trình. Tôi chấp nhận mất trụ 2 ở đường dưới. Tại vì cái quay lính của đối phương nó áp sát mạnh hơn. Chẳng hạn kiểu là như vậy. Thì chắc chắn là bị lỗ tiền rồi. Hai là sẽ có phương án là ok, tôi để cho ZK một mình với lại cho Vi ở cánh trên xong rồi Peanut. Ờ không, Peanut không được. Peanut lúc đó lộ hình rồi. Nên chắc là chỉ có cái phương án đó thôi. À, nên cũng không có được cái phương án mà phòng vệ ở cánh dưới được. Bây giờ chẳng lẽ bắt ZK dịch chuyển xuống cánh dưới. ZK dịch chuyển xuống cánh dưới 4-4 thì cũng chưa chắc thắng tại vì cho Vi có dịch chuyển. Ừ. Nên nếu mà kiểu như là mình đẩy sang cái phương án là ZK dịch chuyển xuống rồi xong rồi ba thanh niên này chạy xuống cover cho cánh dưới á, thì nó cũng sẽ bị khó. Nói chung là về quay lính á, thì bên phía của Genji họ làm tốt hơn. Họ có một cái nhịp xử lý cái quay lính sát trụ và áp lực hơn. Kiểm soát là điểm mạnh của phía Hangwalai hả? Nói chung là những cái team mạnh như là Hangwalai với lại Genji á, họ đều đánh kiểm soát. Họ đều biết được rằng có thể khai thác được chỗ nào á. Những tình huống như vừa rồi của Dora là những tình huống mà Linh đánh giá là lỗi cá nhân ha. Rồi pha này thì mặc dù bắt được delay đúng không, nhưng mà mọi người coi nè, bola băng
Delay mất chiêu cuối. Viper mất chiêu cuối. 3 chiêu cuối. Oh yeah. 3 chiêu cuối mất. Là 3 chiêu cuối cực kỳ quan trọng. Bây giờ còn chiêu cuối nào để đánh không? Doran thì đang bị đẩy đợt lính ở đường trên hơn về mặt nhân sự. Zeka thì đang có mặt ở đây. 5 đánh 4 nhưng mà không có chiêu cuối. Genji đánh pha này thoải mái luôn á. Pay đẩy một cái chiêu cuối là quá quá ác luôn à. Rỉa máu, rỉa rít. Peanut thậm chí là mất Wii ra phía bên đây nữa, không cạnh tranh được. Áp lực của King là lớn ha. Khúc này thì 20 phút rồi. 400 rồi. 400 cái nội tại của King rồi. Cannon cướp rồng. Doran nhảy vô không đẩy được ai hết. Mà bây giờ nếu như nhảy vô mà đẩy được hai người thì nó cũng vậy à. Mấy thanh niên này đâu vô được đâu. Tại vì Bay nó đang còn chiêu cuối mà. Thanh niên này, mấy thanh niên mà kiểu dạng vô đánh 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 á. Nói chung pha này mở của Doran á, mở của phía Hang Walai cũng không hay nữa. Kiểu như là tạo áp lực cho Peanut meme cạnh tranh thì là ok, nhưng mà phải xác định là lùi. Tại cái góc đánh này góc đánh không đẹp. Em Bay đẩy cái R nữa giải tán đám đông rồi. Giải tán đám đông rồi. Giải tán đám đông rồi ha. Xong rồi cho Vi nè. Ghê không? Ghê không? Cái pha này giống cái pha mà con Jerry của cho Vi á. Cái pha của ông Jerry của cho Vi mà lướt lướt từ bên đây nè mọi người. Nhớ pha đó không? Thì Linh có coi lại cái phỏng vấn của cho Vi. Là cho Vi là nó kêu là pha này, pha mà con Jerry của cho Vi á, là nó chỉ muốn là lướt tới đây thôi. Nó canh xa gốc á. Nó chỉ muốn lướt tới đây thôi để mà nó ép tiếp giao tranh. Nè, con chuột của Linh nè. À, ngay cái chỗ này là chỗ mà cho Vi muốn nè. Nhưng mà nó sai góc nên nó lướt qua phía bên kia bụi cỏ chặt ba luôn. À, thì ý đồ của cho Vi nó là như vậy. À, cho Vi phỏng vấn kêu như vậy ha. Thì cái pha, mấy cái pha này thì không biết là cái thuật ngữ tiếng Anh người ta gọi là cái gì. Nhưng Linh cũng không biết nữa. Nhưng mà Linh gọi tiếng Việt á. Là những cái tình huống này là những tình huống muốn kéo dài giao tranh. Tại vì bạn phải tự đặt mình vô một cái thế giao tranh để mà mình câu thêm đối phương. Và nếu tại vì cho Vi mà không làm mấy pha đó thì giao tranh hết rồi. Hang Walai họ về hết rồi. À, nên đây là mấy cái thế mà sẽ gọi là linh cá nhân Linh gọi thì nó sẽ là kéo dài giao tranh. Thì Faker hoặc là những người chơi khác như cho Vi rồi các kiểu á, họ sẽ có rất là nhiều những cái tình huống như thế này. Nhảy E xong rồi flat lên. Nhảy đúp. Ăn Baro luôn. Ăn Baro luôn. À, nên cái quyết định cạnh tranh vừa rồi của phía Hang Walai là quyết định mà bị fail. Thì mọi người có thể thấy là bên phía của Genji họ tận dụng cái sai lầm của đối phương tốt như thế nào ha. Genji lập đội tuyển ít mắc sai lầm lắm mọi người. Tất nhiên là họ vẫn sẽ mắc. Ví dụ như là cái trận của KT thì Kim là người mắc cái pha sai lầm của Kennen đó. Mình dùng từ ít thôi ha. Và những đội mạnh như là Genji thì lại là cái đội mà trừng phạt sai lầm rất ghê. Thì quanh vô mà kiểu như fail fail vài ba pha nữa là hết chơi. Thua liền. Hang Walai vô một pha thôi. Doran fail một pha đường dưới cái. Xong rồi pha này quyết định giao tranh. Nó không hợp lý. Thì thua luôn. Pha này như đã nói thì họ nhấp nhấp thôi. Để cho Peanut cạnh tranh trừng phạt. 50-50, ăn được thì ăn, không ăn được thì thôi. Nhưng mà họ không ngờ là ok, giao tranh như vậy, thua vậy luôn. Châu Vy làm mấy pha ác quá. Cannon bị Barrel đọc như một cuốn sách nên mới Genji mới thua hả? Ờ, ván đấu đó Barrel với lại Bixit đánh hay. Đặc biệt là Barrel nữa, Barrel quái lắm. Rồi, tới khúc này là thua rồi anh em á. Đánh với lại Genji mà đánh kiểm soát không thắng nổi. Đa phần sẽ là như vậy. Đánh với lại Genji chắc là thiên về team fight. Rồi, khúc này thua. Khúc này bị lùa. Bất bù lại Baron. Lùa xong rồi lấy trụ 2 đường giữa. Tôi nghĩ là Genji có những tuyển thủ kỹ năng rất cao. Nhất là trong việc landing, nên việc Genji kéo lết là việc rất dễ xảy ra. Nhưng mà Genji nó còn có Cannon KS ác thì về lết nó sẽ khác. Nói chung là Genji đang là hình mẫu hoàn hảo. Thiệt, Genji bây giờ đang là hình mẫu hoàn hảo của một đội tuyển eSports. Kiểu đội hình của họ cái gì cũng mạnh đó.
Mọi người coi coi đội hình của phía Genji có gì yếu không? Tuyển thủ tay to, bệ tướng rộng là hai cái điều kiện về mặt tuyển thủ rồi. Xong rồi macro tốt, shotgun ok, phong độ cao, ban huấn luyện tốt, không gì để chê. Không đột biến hả? Trời ơi, nó quýnh lên đầu lên cổ luôn á, chứ mà đột biến. Ý là có đột biến chứ. Ví dụ như là những cái tình huống mà tấn công vào trụ 2 á, là những cái tình huống mà họ khai thác được cái điểm mạnh của mình. Họ muốn tạo ra đột biến, họ muốn tạo ra cái sự khác biệt về mặt vận hành. Thì mấy tình huống đó, mấy tình huống đột biến chứ. Nhưng mà marketing ngu hả? Genji mạnh lắm, Genji bây giờ mạnh. Mà một trong những cái điểm mạnh của phía Genji nữa là bây giờ họ đang có cái nền tảng tốt á, nên họ luyện thêm cái bệ tướng á, nó dễ hơn. Bây giờ nếu như mà Genji thua á, nếu như mà Genji mà để bị gọi là bị rớt phong độ á, thì nó sẽ có những cái yếu tố sau. Thứ nhất là phong độ của tuyển thủ nó bị sồi sụp, là đi đường tự nhiên là yếu hẳn á, đi đường thua hẳn á. Đó, thứ nhất là phong độ nó bị sầu sục. Thứ hai nữa là cái việc mà đọc meta của cả team nó bị lỏ, nó bị lủng về cái phần mà đọc meta thì mới có thể là bị yếu đi. Nhưng mà Linh nghĩ là bên phía của Genji cũng đã rút được kinh nghiệm rồi. Ở trong những cái năm, ví dụ năm ngoái đi, họ đọc meta rất là chậm và họ không thích nghi được với lại cái meta của năm 2023 ở trong cái kỳ chung kết thế giới. Nhưng mà chắc là họ biết rồi anh em, họ biết rồi. Thì đó, nói chung là hai cái vấn đề đó thôi, nó mới khiến cho Genji nó yếu đi thôi. Ý anh là như T1 hiện tại hả? Thì mấy cái team đó mạnh đều mà. Mọi người phải hiểu không? Mấy cái team như là T1, Genji, BLG, Jindong thì họ sẽ có những cái vấn đề mà giống nhau hết đó. Tại vì người ta đều là top 1. Người ta đều là vô địch chung kết thế giới, người ta hiểu cái con game này hơn là mấy huấn luyện viên online như chúng mình chứ. Đúng không ạ? Người ta ăn ngủ với nó, người ta được trả lương hàng tỷ đồng. Còn mình donate 10.000 chưa thấy có. Nó sự khác biệt chứ. Lương của người ta một tháng được cả tỷ. Phân tích, Linh phân tích ở đây bao nhiêu view? Từ từ. 560 view. 10.000 đô nít cũng không thấy. Khác biệt rõ ràng. Kêu quá. Anh này ảnh hay lòng giáo án vô quá. Nên ở đây là mình học. Nói chung là mình trên cái cơ sở là gọi là 10.000 đô nít đi. Thì mình học kiến thức như vậy là tạm ổn rồi. Còn người ta là người ta ăn ngủ, người ta là sinh hoạt với lại liên minh. Một ngày người ta bỏ ra ít nhất là 12 tiếng, không phải là 8 tiếng đâu nha mọi người. Ít nhất là 12 tiếng để ăn ngủ với lại liên minh. À, ít nhất đó. Còn mình một ngày có mấy tiếng à? Mình phải chia ra nữa. Cái thứ này nọ, làm sao mà bằng với người ta được. Nói chung là mình chỉ hiểu về cách vận hành. Ví dụ Linh đi, thì Linh chỉ hiểu về cái cách vận hành, Linh chỉ ra tại vì sao mà người ta chơi như vậy thôi. À, chứ mà người ta đi trước mà, ta đều tóc đầu mà. Đó, nên đó, cái sự khác biệt của những cái team mạnh đó là chỉ là giữ phong độ với lại đọc meta thôi nha mọi người ha. À, ngoài ra thì có một vài những cái trường hợp nữa, ví dụ như là những cái team mới á. Những cái team mới mà lắp ráp về mặt nhân sự á, thì họ phải luyện thêm về cái team fight. Thì đó, nói chung là những cái vấn đề đó ở trong cái team chuyên nghiệp. Kênh này fan của T1 mà anh hả? Nhưng mà hôm nay T1 đâu đánh đâu. Hôm nay T1 đâu đánh đâu mọi người. Rồi ok ha. Sang tới nè, anh em sẽ thấy nè, vẫn tiếp tục là một trong những cái con tướng dọn đường mạnh cho Canon ha. Đó, có donate Momo. Võ Bội Quỳnh. Livestream vui vẻ nha, 10k giáo án dễ thương, nữa dễ thương nữa. Nhận nha, Linh nhận. Rồi, ok. Peanut đang bị khóa rừng.
Maokai, Vi, những con tướng mà Phoenix đánh khá là ok ha. Ván này thì lúc mà nhá lúc đầu thì đang nhá là con AC trước, xong rồi nhá con Raven. Raven ngay chỗ mà con Ivern nè, nếu pick Raven nó thì sang cái phase 2 sẽ bị cấm những con tướng như là Poppy. Sẽ hơi khó có những con tướng mà để gắn sớm cho bên phía của Phoenix, nên thôi họ quyết định là có Ivern. Ivern là trong những cái con tướng mà nó farm rừng nó đặc thù á, nó có thể chịu được với lại cái áp lực của Lilia ha. Nhưng mà ván này thì mọi người thấy là có biến số ở thời điểm cấp độ đầu dành cho rừng, và cái biến số đó thì có lợi cho bên phía của Phoenix, có lợi cho Phoenix, cái vòng rừng của anh ta ok hơn, nó đến từ những cái tình huống di chuyển đội hình tốt của phía Hanwha Lai ha. Rồi ngoài ra thì bên phía của Genji thì có cá sấu đường trên, cá sấu với lại Kennen. Lúc mà nhìn tới con Kennen này nè thì mình gần như là chắc suất con Alistar ngay chỗ này rồi, thì mình mới đề xuất á, con Kennen này thôi lên AD đi để mà nó có sức ép ở bên cánh, tức nghĩa là giai đoạn đi đường của nó vẫn sẽ nhỉnh hơn á một chút ha, và cố gắng kiểm soát cái lượng tầm nhìn, tại vì con Ivern này nó không đánh top. Con Ivern thì thường là khi mà được chọn á, thì nó sẽ đánh mid nhiều hơn. Poppy thì nếu có khoảng thời gian trống thì cũng ra mid luôn. À, cặp bot đẩy trước thì coi như là Poppy với lại con Ivern này nó sẽ ra mid. Thì khi mà hai con này ra mid được rồi á, thì cùng lắm là có thêm con mắt tím cho Doran, cắm mắt ở đường trên cho Doran dễ dễ farm hơn. Xong rồi Kennen khó găng Doran hơn. Kiểu kiểu là như vậy, cứ trì rạc farm thôi. Hồi hồi nữa tới nói chung chất tướng xạ thủ thì nó sẽ không có bị áp lực về bên cánh ha. Cánh của bạn vẫn sẽ đẩy ok hơn so với lại cá sấu. Mà cho Vi nha, tự tin nha. Đây cái sự lựa chọn Tristana này của cho Vi là một cái sự lựa chọn mà Linh nghĩ rằng giai đoạn vừa qua không có nhiều người chơi đánh giá cao con Tristana ở trong cái kèo đối đầu với lại có King nữa, mà người ta sẽ chơi Ziri, Smolder, à, giống BDD á, chơi Smolder đồ cái kiểu anh em. Nhưng mà cho Vi vẫn một lần nữa chứng minh là tại sao mà anh ta chơi được con Tristana ở trong cái ván thi đấu này. Má là mình có một cái góc nhìn khác luôn á về con Tristana luôn á, kiểu như nó bị giảm sức mạnh, không ai chơi nhưng mà cho Vi chơi vẫn hay, nâng tầm thật sự. Cảm ơn donate Momo của Nguyễn Quang Bình nha, 20k nha. Dạ anh uống ly nước bớt nóng. Ok Bình. Tristana này thì nó bị nói chung là nó được tăng thêm mana bay nhưng mà nó tốn mana để sử dụng chiêu Q, thì nói chung là cái bài toán mana ở những cấp độ sau đó, nó sẽ khó hơn. Rồi ván này thì Doran lên AP mọi người, Doran lên AP nên Doran bị khó luôn á. Đi đường thì có một chút xíu lợi thế á, nhưng mà bây giờ về bên cánh á, thì không có lợi thế nữa, đẩy cánh yếu hơn so với lại cá sấu. Cá sấu ở đây phải kẹp thêm con Lilia nha. À, một mình cá sấu thì đã không thắng rồi, xong rồi Doran bị thua đồ nữa. À, xong rồi kiểu như cánh đã bị yếu hơn rồi, bây giờ phải cố gắng team fight. Nhưng mà team fight mọi người nhìn con bò này là chán luôn, nhìn con bò này vừa hút vừa kiệt sức. Mấy thanh niên này đâu có con nào mà câu được cái kiệt sức của Lehen đâu, là coi như là cái kiệt sức này là chỉ thẳng vô mặt của Doran rồi đó. Bên đây làm gì có ai mà câu được cái kiệt sức nữa, nên Doran khó chơi lắm. Doran ván này khó chơi lắm. Cảm ơn Võ Bội Quỳnh nha. Búp phong độ cho T1 game một mạng, em cũng xin một mạng. Em cũng một mạng, xin T1 hãy thương em. Playoff à, tuần sau đánh rồi đúng không nhỉ? Nãy anh về sớm thế, đợi anh chụp hình mà không thấy. Linh về hơi sớm chút xíu, hướng nội mà. Lucian cũng vác ra mid đầu tiên. Lucian nó có một cái điểm yếu anh mọi người, là Lucian khó vận hành ở trong team fight á. Mọi người tưởng tượng là cái tầm đánh của Lucian với lại Raven á, nó khiến cho team fight của mọi người rất là khó. À, với lại chơi con Lucian là bạn phải hổ báo một chút xíu. Bạn lướt lên xong rồi bạn bắn 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 xong rồi bạn hồi E xong rồi bạn lướt về. Nhưng mà mọi người nhìn vô nè, Lilia đang được chuộng, Alistar, Rail, rủng đồ các kiểu. Bạn lướt lên một cái, bạn không có thanh tẩy đối phương chụp bạn liền. Nói chung lối chơi nó rất là mạo hiểm, lối chơi nó cực kỳ mạo hiểm mà. Nên con Lucian nó sẽ được bích với cái ý đồ là sẽ cố gắng để có thể có một cái đường giữa đẩy thắng, và thường á, là người ta cần cái đường giữa đẩy thắng để người ta phục vụ cho rừng.
là coi như là bạn Big Illusion là bạn phải đánh sao cho đầu game của bạn phải có lợi thế. Thì lúc đó thì mới 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 lựa chọn được Illusion. Rồi, hang qua lai, 5 người lên đường trên. Ván này thì như đã nói thì chúng ta sẽ có đột biến ở thời điểm cấp độ đầu. Mà cái đột biến đó thì bên phía của Phoenix được lợi là bởi vì có tình huống di chuyển đánh cấp 1. Nè, mọi người thấy là cấp 1 cả hai bên di chuyển được cái kiểu nè. Thì cái việc mà xâm lăng rừng và đổi cánh rừng này của bên phía Genji á là họ muốn hạn chế cái nội tại của con Ivern. Họ muốn cái vòng rừng của Phoenix nó phải bị méo. Nó phải bị méo, nó phải bị thọt thọt á. Nhưng mà mọi người nhìn cái điểm lúc đó thì như là Phoenix không có bị cướp bùa xanh tại vì lúc đó có trừng phạt. Giữ được con bùa xanh. Với lại King cũng khéo nha. King thời điểm này là chưa nâng chiêu. Cho tới lúc mà BK ở trong rừng á thì King vẫn chưa nâng chiêu. Rồi, trong cái tình huống là King đánh cái hạt không nổ nè, xong qua phía bên đây nè, xong rồi bị Doran với lại bị Phoenix kẹp á thì lúc đó mới nâng E chạy ha, rất là kinh nghiệm. Tại sao Linh biết cái đó hả? Tại vì cái đó thì bên phía của LCK á, họ nhấp vô tướng của King á. Xong rồi mình nhìn thấy, mình kịp lia mắt qua phía bên trái á. Lia qua thấy King lúc đó là mới nâng tức thì. Rồi, ok, đổi cánh rừng, bất lợi cho Kennen. Kennen ăn sói trước, thì còn hai bãi ở cánh dưới. Xong rồi cánh trên cũng không có cướp được. Ha, bị bất lợi ha, nên mình đang thấy có vòng rừng farm rất là ok cho Peanut. Farm 6 bãi ở cánh dưới nè. Này là farm 6 bãi rồi đúng không? Xong rồi chuẩn bị cướp bùa xanh nè, xong vẫn có cua nè. Chính xác là như vậy rồi, chúng ta có thể thấy về cái chỉ số Đó, bãi vực rừng của rất lời, boss thì đẩy. Phoenix ở thời điểm hiện tại cũng đang tương đối là Boss cao. thì con Ashe này nó mạnh. Phoenix thì sẽ hướng tới được bao nhiêu món trang bị Boss con và Ashe nó chúng mạnh. ta sẽ có được trong đó vàng khai sáng trước dành cho Ivern. Áp lực ở khu vực dưới bắt đầu được Ủa triển sao khai MP cấp rất độ là 5? nhanh. À, rồi, MP cấp độ 5 là bởi vì MP được lợi ở cấp độ 1. Tại vì cái này là mình coi highlight á, nên mình miss mấy tình huống đầu á, Linh chỉ liệt lại cho mọi người dễ hình dung ha. Tại vì sao mà MP cấp độ 5? MP á, thì ăn 3 quay ở đường trên, ở trong cái thế đổi cánh rừng, ở trong cái thế đổi đường. Xong rồi MP dịch chuyển xuống đường dưới, hứng thêm 3 quay của Viper tích vào trong trụ. Nên MP là người hốc hết. MP hốc hết luôn. Hốc hết đồ các kiểu luôn anh em. Kinh nghiệm lúc đầu là MP hốc hết. Nên em bay đang hơn cấp độ nè, với lại hơn về chỉ số lính nè. Và này thì không có tốn thời gian được ở đường dưới mà. Tại vì không có biết Kennen đang ở đâu trên bản đồ. Mà ván này em bay farm nhiều ăn thì cũng ủi. Và này của em bay ý tưởng là hay. Khuất sai đứng núp bụi. MP có ý định đúp ngay cái chỗ này một cái đẩy Peanut xong rồi Lehen sẽ quy một cái xong rồi bò hút về là Peanut chết tóc biến cũng chết bạn phải đúp một pha trời ơi đúp một pha lỗi ai à, nổ bùa đỏ chết luôn bay làm pha lỗi quá. Đầu Linh thấy em bay làm pha xong mình Linh thấy JK nó nhỏ thuốc mắt luôn à. Cái khúc này cắt rồi. Em bay làm pha đó xong JK nhỏ thuốc mắt luôn. Buồn mắt. Chứ mà pha đó ý tưởng hay ha. Nó kiểu dạng ý tưởng hay vậy. Pha này thì Peanut ăn được sâu ở cánh trên rồi. Cướp sâu của Kennen. Kennen trừng phạt được con sâu đầu xong chạy xuống cánh dưới. Pha này thì bên phía của Gengar ăn được con rồng nhanh. Ăn được con rồng rất nhanh. Nhưng mà mọi người coi tình huống này như là delay làm mắc binh luôn 10 điểm luôn. Ở đây Peanut cấp độ 6 nha. Đánh 8 phút lên cấp độ 6. Kinh nghiệm quá trời. 8 phút lên cấp độ 6. Thì top lane của Doran thì với lợi thế tay dài thì gác trước một vài vị số lính à. Nhưng mà sau đó thì hết áp lực. Hồi nữa bị Kennen lên ngăn pha cái bị kiểu dạng bị thua đường luôn không thắng đường nữa. Nhưng mà coi cái pha này thì delay xử lý tốt nè. Trúng cái rễ rắc rối xong kích cái nội tại của rễ rắc rối vô. Đổi góc đẩy làm choáng. Tốc biến đúp. Delay làm pha hay ha. Đầu tư khá là nhiều tốc biến nhưng mà vẫn ok.
Mọi thứ vẫn đang ok, lấy được flash được các kiểu đối phương quá trời. Meta sâu ngon cho Hangwalai quá trời mà. Cũng có thể những con tướng như Yone rồi Sylas đồ các kiểu á, là những con tướng đánh thuận tay của CK rồi. Nay Linh có xem ở nhà thi đấu không? Có nha, Linh xem xong ui cái pha. Cái pha này bị choáng đúng không? Ui, chẳng nhanh dữ rồi. Lên quy cái xong rồi chạm vô cái nội tại hả? Nè, tại vì khúc này thì Kim mới bị trúng có một stack đó. Nè, trúng có một stack đúng không? Xong rồi ăn cái quy của Doran hả? Giật cái đúp. À không, cái đó là giật cái đúp anh nè. Giật cái đúp xong rồi vô đây có cái e nữa. Kim chủ động tốc biến vô xong rồi bị choáng, bị trớ. Kennen AP chung hôm nay nó bị phế, hôm nay khó chơi lắm. Thì bởi vậy Linh mới tưởng là chơi theo kiểu giống như Zed, là chơi đâm tay. Chơi đâm tay cũng được mọi người, đội hình ba xạ thủ. Thật ra chủ yếu là đánh ở cái cánh phía bên đây thôi. Ba xạ thủ để với mục đích là lấy được lợi thế đi đường á. Tại phía bên đây cũng đâu có chống chịu đâu. Bên đây cũng đâu có chống chịu đâu. Ít nhất là sẽ có cái đường đẩy mạnh. Và khi mà có cái đường đẩy mạnh rồi á, thì họ sẽ câu được nhiều tài nguyên của phía Genji để phía bên đây 4-4. Nói chung thì được cái này mất cái kia ha. Cái khúc này thì nó sẽ giao tranh, ông Linh nghĩ giao tranh cũng không ok đâu. Linh nhớ là cái ván 2 này á, thì lúc mà bình luận á, Linh có nói là những con tướng như là On hoặc là Sante, đặc biệt là con On cũng khá là ok, kiểu như là pick con On cho Doran ngay chỗ này nè. Thì cái đội hình này là sẽ đánh cánh dưới, đánh thiên về kiểu như là đánh càng lâu thì càng ok á. Ivern hai xạ thủ xong On đúc đồ nữa, mạnh ha. Cảm giác cũng mạnh ha. Nhưng mà một phần là chắc là bên phía của Hangwalai đợt gần đây thì Hangwalai với lại DK nè, đợt gần đây nè, thường xuyên là cho King gần với lại Doran á, sẽ đánh những con tướng mà carry chứ không phải là những con tướng chống chịu. Nhưng mà nếu như mà vô những cái trận playoff á, thì những cái chỗ này nè có thể sẽ là On luôn á. Có thể sẽ là những cái mẫu chất tướng khác đó. Họ chưa muốn lộ nhiều bài ấy, không? Họ chưa muốn lộ nhiều thứ. On Ragas kiểu cái kiểu On đẹp, Linh nghĩ On cũng đẹp. Trời ơi chết hai mạng ở đường dưới. Doran năm nay phong độ không được tính lắm à. Ừ. Doran trước giờ kiểu dạng phong độ phập phù á. Tâm lý yếu, mọi người nếu mà mọi người fan của Hangwalai mọi người cũng có coi một vài những cái nội dung video những cái vấn đề mà Doran gặp phải đúng không? Kiểu tâm lý yếu, đối mặt với lại sức ép thì sẽ kiểu như không có tập trung nhiều á, nhìn thấy cũng thương, nói chung cũng thương mọi người. Kiểu mình nói những cái tình huống đó thì nói ở trong game thôi chứ mà phía bên ngoài thì cũng áp lực mà. Chết ở trong cái tình huống này khi mà anh ta phải đầu tư luôn cho mình nó tốc biến để có thể đào thoát và hỗ trợ cho đồng đội của anh ta rút lui. Xử lý là 10 điểm nha. Quá đẹp. 10 điểm đến từ vị trí của Delight với pha xử lý Poppy của mình. Và đó là lợi thế dành cho bên phía Wild Life Sport về mặt điểm hạ gục thôi nha. Sau cái tình huống đó nhưng JK nhỏ thuốc mắt quậy à. Mắt của em Linh không tốt hả? Hay bị khô à? Em Linh tướng bự tập gym nhưng mà em Linh tốn cá. Anh này Linh không biết sao Lehen mở nữa nha. Kiểu kẹp không có đủ mạnh đó. Xong rồi Lehen mở vô pha cái bị bên phía của Hangwalai đánh ngược trở lại luôn. Ủa nhưng mà có một cái Linh hỏi mọi người nào, tại sao Viper lại có cái tên là thầy toán mọi người. Thấy mọi người hay kêu Viper là thầy toán. Ô pha này JK thoát được luôn nè. Lụm được em bay ha. Không có thoát được luôn á chứ. Nè. Cho Vi dịch chuyển, Kim dịch chuyển. Không bắt được JK là một cái điểm bất lợi. Là mất hai phép bổ trợ dịch chuyển rồi đó mọi người. Là pha này bên phía của Genji lỗ á. Kim quy hụt. E vừa rồi không biết là có E2 hay không. E hình như là E trúng mà đúng không?
E này chắc chắn trúng rồi, tại gần mà. Nè, E trúng này. Ủa, E đó trúng rồi, mất máu không vậy? Nó mắc mù rồi. Mất máu mà đúng không? E trúng là còn E2 mà đúng không? Đánh tay, làm choáng. À đâu phải đánh tay cái xong rồi đúp chứ. Xong rồi xong. Ủa, E2 đâu? E2 xong quy chứ. Ý là pha vừa rồi kiểu gì? Em pha vừa rồi kiểu dạng nhìn nó lỏ lỏ sao á. Hụt E hả? Linh thấy mất máu mà. Nè. E vô cái nè. Ủa mất máu không ta? E vô nè. Nè. Hay là cái này là cái đòn đánh tay? Nè, có cục máu tụt xuống một xíu nè. Cái này là cái hoạt ảnh của đang E mà đúng không? Chả hiểu nữa. Nếu mà không có E2 thì chắc là đòn đánh tay. Nếu mà không có E2 thì chắc là đòn đánh tay. Tại mình nhìn vô vẫn thấy còn hoạt ảnh của E mà. Đó, nên pha dịch chuyển đó của phía Genji là lỗ nặng nha. Kiểu hai dịch chuyển mà không bắt được CK, xong rồi bị thua về dịch chuyển á, thì sẽ bị scape. Tự nhiên là Doran lụm được khiên trụ nè. À, lời quá trời lời. Lời quá trời lời. Nhưng mà Genji mạnh ở những cái tình huống mấy cái tình huống sắp tới nè mọi người. Ví dụ như cái pha này là cái pha thăm binh rồng ok đúng không? Có một cái thăm binh mà Peanut ăn sứ giả nữa. Genji nhanh lắm. Chạy xuống dưới bú luôn cái trụ bột. Nhanh cực kỳ. Đâu sứ giả đâu rồi? Ủa sứ giả đâu? Lộn ta. À này không có E chạy hả? Đứng lại xong rồi bị bắt choáng luôn. Ráng đứng lại CC cái bị bắt choáng luôn. Đó, Doran chết fan này cái bị thọc luôn. Rồi ok, có được trụ hai đường trên cho bên phía của Genji ha. Em Linh vẫn đang ok nha, CK vẫn đang ok nha, có kêu khỏe quá trời. Nhưng mà bây giờ đang bị cái yếu tố là cánh của con Kennen nó yếu. Cánh của con Kennen nó yếu và cái tác động đến từ Doran ở trong cái tình huống này nó sẽ bị giảm đi rất là nhiều mọi người. Tại vì thứ nhất là đang không có chiêu cuối nè, thứ hai là không có tốc biến nè. À, thứ ba phía bên đây là Lehen là con Alista có trừng có kiệt sức lại bỏ hút nữa. Phần này giao tranh Iwin ta, quên mất rồi. Bỏ rồng tạo thêm ít khoảng trống cho Vi bảo công trình lấy được cái dịch chuyển của Doran thì phải lấy được cái dịch chuyển của Doran phía bên đây là một chút nữa, kiểu như là trong những cái tình huống giao tranh á. Nói chung là bên phía của Genji họ khai thác cái dịch chuyển rất là tối ưu nha. Họ biết được rằng mình hơn đối phương ở cái phép trò dịch chuyển nào á. Chút nữa thì ở bên cái trận của VSET mình nó sẽ có những cái tình huống mà Linh sẽ phân tích được là cái dịch chuyển của Viking á, hơn nhưng mà không có tận dụng được á. Thì nó là cái sự khác biệt với lại những cái đội như thế này. Ủa, đang cãi lộn gì đó? Nãy giờ mọi người đang cãi nhau vấn đề gì? Hàng qua live vẫn đang rất là ok nè. Trụ dàn ngoài cũng đang ok. Hai xạ thủ khỏe. Mọi thứ nhìn ổn ha. Mọi thứ nhìn ổn. Cho tới tình huống này thì phải. Nè, thầy toán. Viper đứng lên cao, nhấp một dịp. Ây da, Lehen mở pha kinh quá. Pha này là Peanut búp hết số, hết ga luôn rồi. Búp quá trời búp luôn rồi. Nè mọi người nè. Búp quá trời búp luôn. Thầy toán bị đẩy đúp về. MP là mắc binh. MP xử lý pha đó là mắc binh. Đúp đẩy được Viper về. Ép tốc biến. Ném siêu bom địa ngục. Thẳng đầu. Nên cái pha này là ai?
mọi người thường hay là đổ lỗi cho Durant, nhưng pha này phải đổ cho thầy Toán. Lên cao một cái là xong hết chạy. Mà pha đó cũng không kịp phản xạ để tốc biến né khỏi combo của Lehen nữa. Nếu mà phản xạ nhanh á, ok. Lỡ đánh láo rồi thì tốc biến né cái combo của Alistar thì ok. Rồi xong rồi Viper chết pha đó luôn. Trời ơi, cho Vi nó bắn delay. Cho Vi làm mấy pha mà nó không tin được. Trời ơi. Má cái thế NTR có JK với lại Peanut ở đây nhưng mà đành bất lực. Để cho Bi nó nhảy vô nó thích con hàng của mình. Ai da. Những tình huống kéo dài giao tranh của Châu Vi phải nói là thực sự là kinh khủng. NTR, ủa NTR đúng không? Thuật ngữ đó đúng không? Rồi xong Doran lại tiếp tục bút flash ha. Kiểu như là nó kéo theo cả một chuỗi những cái tài nguyên nó bị mất á. Kéo theo cả một chuỗi cái tài nguyên bị mất á. Rồi khúc này thì đang không có hai dịch chuyển, rõ ràng là sẽ bị áp lực nhiều hơn rồi. Nên pha này thì không thể nào đổi được á. Không thể nào đổi được đối với lại đội nào, chứ Genji bây giờ tỉnh lắm rồi, họ bỏ rồng để họ tấn công Komarun nhưng mà không thể nào đổi được, tại đâu có áp lực đủ mạnh đâu. Và đội hình này cũng không có dàn trắng nữa, con Kennen bây giờ rất khó vận hành, đẩy cánh yếu vào combat không có tốc biến nó sẽ hơi khó vào combat đó. Em bay rỉa nó. Trời, cái hạt thông nổ này vô tình luôn, hại luôn Viper chứ. Bắn cái đại băng tiễn ráng ráng mở mở xong hạt thông nổ cái góc không đẹp, bị silo bởi cái bãi mìn nữa, ăn miễn chai. Con cá sấu này nó có chùy phản kích ha, tốc độ áp sát của nó cũng cao. Rồi đánh tới khúc này cảm giác vỡ vỡ sao mọi người, nó bị vỡ trận sao á. Kiểu như là bây giờ có CK vẫn xanh, nhưng mà mọi người phải biết á là khi mà kéo dài tới ván đấu á, thì mình bắt đầu là mình so cái gì, mình so cái đội hình, mình so sát thương, mình so chống chịu, mình so những cái mẫu chất tướng đặc thù, mình so mở á. Thì bên phía của Hang Hoa Lai là đang có sát thương, không có mở, có búp và không có chống chịu, có đột biến hay không, có đột biến đến từ Kennen. Nhưng mà đột biến này là bị khắc chế. Đột biến này là bị khắc chế bởi con bò. Khó ha. Xong rồi cho Bi nó về nó lên thêm cái khăn giải thuật nữa. Coi như là đại băng tiễn CC phía bên đây là bỏ. Anh tự tin luôn. Em Bay nè. Em Bay farm quá trời farm luôn. Và đội hình này đâu kháng phép được đâu. Em Bay 3 món trang bị rưỡi ông nội ơi. Quá trời là quá đất rồi. Em bay chuẩn xác nha. Em bay kiểu như là điếm, không phải điếm luôn, kiểu dạng đánh đúng á. Nè, em bay mọi người thấy không? Không tung chiêu bậy nha. Không tung chiêu bậy. Để cho anh Kim làm choáng xong em bay mới ném chiêu cuối vô cho nó chắc. Vì nó tốc biến ra khỏi tâm á chứ mà không chết rồi đó. Ý là tung chiêu nó chuẩn á, nó đúng á. Doran phía bên đây đi qua tầm nhìn. Con này dễ chơi hả? Chơi như là bay là được đúng không? Ác quỷ. Tự nhiên khát nước dữ người ta. Khô cổ sao á? Trời ơi, cái pha này là cái pha mà lần đầu tiên trong đời tôi thấy luôn nha. Thiệt. Em Kinh bị focus xong rồi em Kinh bị Viper bắn phải mất tốc biến chạy ha, tốc biến E liền. Sợ đối phương tốc biến qua dứt điểm, tốc biến E liền. Xong rồi mọi người nhìn nè. Mọi người nhìn cho Vi nè. Cái gì vậy? Mấy cái pha đó, mấy pha lần đầu tiên Linh thấy đó. Em bay rồi, em bay rồi, em bay rồi, mọi người coi nè.
À, kinh choáng nè, sao mày bay ném cái chiêu cuối nè? Có tung chiêu bậy đâu. Mặc dù đang bị sức ép phía bên đây nha. Em bay thấy mạng là em bay hốc. Nè, phía bên đây là đang bị Viper với lại Delay là ép nha. Có dịch chuyển đường trên nha. Mà có mạng là em bay hốc liền nha. Ông Master cho bị bắn phía bên kia luôn đó chứ. Bay nhẳng quá, nhảy quá mấy cái pha đó. Người ta cứu Kim à. Ok, thì nói chọc vậy thôi chứ mà xử lý vậy là hay rồi, mắc binh rồi. Nói chung là chắc chắn sẽ mắc đam, chắc chắn sẽ mắc binh. Còn cái pha này của Chovy thì không biết nói sao. Thì với mọi người luôn, lần đầu tiên Linh thấy pha Chitana giống vậy luôn á. Chitana, cái tương tác của Chitana với lại Poppy á, lần đầu tiên thấy. Ý là mình vẫn biết là cái đúp của con Chitana nó sẽ cancel, nó sẽ kiểu như là nó thăm minh tốt thì nó sẽ giống như là không không thể bị đẩy về, không không thể ngăn cản stoppable, kiểu kiểu là như vậy á. Nên mọi người sẽ thấy là những cái tình huống như là phân chia thiên hạ của Asia, nếu như mà bạn thăm minh tốt thì bạn sẽ không bị đẩy về. Và đặc biệt ở đó là cái tình huống thăm minh, cái thời điểm mà bạn nhảy đúp như thế nào, nó không có dễ chút xíu nào hết, không dễ một chút xíu nữa. Mà Chovy nó làm như là kiểu dạng trò đùa á. À, game này có mấy pha mà ảnh bị tấn công ở đường giữa nữa, nhưng mà giống như là cái pha Sejuani của Sejuani thì nó dễ dễ thấy. Sejuani thì mọi người thấy là dễ thấy, nhưng mà cái pha của Poppy này nó quỷ quá. Vậy Wibu con gì hả? Ừ, kênh Linh có cờ lê mà. Tự nhiên vô đây gây qua. Gây qua mà đọc chúng chọc chúng cái ổ ti quanh nữa chứ. Nhưng mà Lộc Lê ơi, từ từ. Mình phải ra giá ai là triệu phú chứ, trời ơi. Kiểu như phải đưa Wibu con lên cái dàn giáo á, xong rồi sẽ cho mọi người vote. Ai trả giá cao nhất thì được quyền xử lý. Lỡ hết của anh. Khèo nữa anh. Rồi, pha vừa rồi quỷ quá mọi người ơi. Pha này thì Châu Vi mất cái khăn giải thuật nè. Ở trong tình huống này nè. Nên cái pha sau ảnh ảnh không thoát được, ảnh không tốc biến. Nguyên Nguyễn đã rescan 20.000 đồng. Cưng còn lo cãi lộn với em rồi nên cô có donate the si anh đừng khỉu nữa. Ok. Rồi ok ha, hay ha. Đó, pha đó thì Châu Vi chắc là tính là nhảy đúp chạy về, làm được làm hoài, đi đêm gặp ma. Ăn lần ăn hoài. À, không tốc biến chứ, pha đó tốc biến là đơn giản mọi người. Đó tốc biến là đơn giản. Cũng này không nổi. Mà cái tỷ số đối đầu giữa Aqualad với lại Genji á, thì Genji vượt trội hơn hoàn toàn. Mà bây giờ Genji đánh như thế này, Linh không hình dung ra là tại sao mà KT thắng được Genji. Vẫn thắc mắc ở trong đầu. Vẫn rất là thắc mắc ở trong đầu. Ý là KT đã làm gì để cho Genji mắc sai lầm á? Thuê thầy Pháp ngay chỗ nào? Doran pha này dịch chuyển thì mọi người thấy kiệt sức nhắm vô đầu liền. Áp lực khó, Doran khó. Doran khó khó mà gây mắc đam được lắm. Tại cái đội hình của phía Genji kiệt sức là chỉ cho Doran thôi. Mấy thanh niên còn lại đâu đâu có câu được cái kiệt sức đâu. Vô cái cũng không áp lực. Vô cái câu được ít thời gian cho đồng đội. Cannon chết thì coi như ván thi đấu kéo dài hơn. Tại bên phía của Genji là có 4 đồng rồi. Linh hồn đồng công nghệ rồi, khúc này là mạnh quá trời mạnh rồi. Trời ơi, em bay gần full đồ. Rồi, hết cú ha. JK xanh nhưng mà mọi người phải hiểu á là
không có dàn trắng. Không có dàn trắng để cho CK bắn. Tại CK là con Koki tay cũng ngắn mà mọi người. Xong rồi MP phía bên kia toàn là ném miễn chai, miễn sành rỉa rỉa. Chưa chi mà vô trúng một cái đúp hoặc cái E, cái Q của MP là mất nửa máu hơn rồi. Và này hai dịch chuyển endgame luôn. JK có về không? JK về được nhưng mà bị quẹt hết máu rồi. Genji kinh ha, khủng ha. Em Linh bất lực, hệ toán bất lực. À, cảm ơn donate Momo của Vũ Anh Quân nha. Cảm ơn anh Quân donate cho Linh qua Momo. Nếu giữa mà T1 với lại DK thì Genji sẽ chọn đội nào? Vậy anh Linh, Linh nghĩ là sẽ chọn DK nha. Tại vì thú thật với mọi người thì nếu như mà Linh nghĩ không có đội nào mà chọn T1 đâu. Tại T1 vẫn là cái đội hình mà cái tiềm năng khai phá của nó mạnh mà. Toàn là những người chơi một kiểu dạng kỹ năng được đánh giá là cao. Mặc dù Genji mạnh thì chắc là không sợ nhưng mà chọn cái đường mà nó dễ hơn thì vẫn ok chứ. Nói vậy không phải là chê DK yếu nha. Nhưng mà chắc là không ai chọn T1 đó anh em ơi. Trừ thôi. Trừ tôi. Nếu như mà tôi là huấn luyện viên của Genji, tôi chọn T1. Chọn luôn. Gặp Faker càng nhiều càng sướng. Càng thích. Kiểu như là mình đánh xong mình qua mình bắt tay, mình ôm, mình hung Faker. Là coi như là mình được gặp hai lần. Đánh với lại Faker ở nhánh thắng xong rồi Faker thua xuống nhánh thua xong mình vô chung kết mình đánh thêm lần nữa. Thôi anh, nếu như mà anh là huấn luyện viên thì phải nghĩ tốt cho đội tuyển chứ. Tốt mà. Anh nghĩ tốt cho đội tuyển mà. Tại vì nếu như mà anh cảm giác như là nó tốt cho bản thân của mình và team của mình đó, thì đội tuyển cũng sẽ tốt. Tinh thần của anh nó thoải mái thì anh không bị stress thì anh mới nghĩ ra được cái phương án banh bích tốt. Tốt cho đội tuyển mà. Ý. Rủi KT và DK vô thì chọn ai? Không có cái rủi đó nha, cái rủi đó hơi xui nha, cái rủi đó không